Đó lại là một cú xử lý ở hành lang cánh phải của các cầu thủ áo vàng cam. Tình huống đá vào góc của số 7. Bên phía cầu thủ cắt bóng Doric, đó chính là Vapolic, để mở tỷ số dành cho cầu thủ áo vàng cam. Gói. Khoảng trống là quá nhiều. Cầu thủ cắt bóng nội thất đang để cho đối phương có quá nhiều những tình huống lợi thế, và bây giờ tiếp tục là bàn thắng. Và đó lại là tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ vào số 7. 3-0 dành cho cầu thủ của cắt bóng nội thất và cắt bóng Edukason Doric. Vâng lên xin. Vẫn luôn là những pha bóng nhồi về phía khung thành của các cầu thủ áo xanh đen. Hợp lý. Cánh phải của Văn Nghĩa. Đường chuyền. Tình huống đặt lọc dành cho số 8 của cầu thủ Doric. Đó lại là pha bóng của Mạnh Tuấn. Bấm bét cho em với. Bấm nút đỏ trên cái tay cầm của anh luôn. Này, khả năng thu hồi bóng và phân phối lối chơi rất tốt của Văn Hải, đường chuyền lên dành cho Minh Đức. Cối phát vô địch. Đó là tình huống mà các cầu thủ bên phía Doric đã triển khai rất mạch lạc. Người đã có được tình huống chia bày phát đầu tấn công ở phần sân nhà đó chính là Văn Hải, và sau đó là người kết thúc phát vô địch cùng với một đồng đội khác làm chạm trung chuyển là Minh Đức. Tỷ số là 5 vào số 9 Lưu Lê, số 3 là Đạt Nguyễn, số 10 Tiến Phát, số 2 Chính Tạ, số 7 Long Đình và số 4 Cường Võ. Trong khi đó đội màu của cầu thủ kiến trúc sư đó là Nguyễn Thịnh, cầu thủ màu số 10, số 9 Hải Trần, số 4 Minh Tâm, số 7 Hiếu Phạm, số 8 Hùng và số 3 là Đình Hoàng. Tiếp trở lại với hiệp đấu này thì hai đội bóng đã bắt đầu có những dấu hiệu tăng tốc cho trận cầu của mình. Đã có hai pha bóng ăn biến trả biến. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống bị bỏ lỡ xử lý hơi nhẹ của Đình Hoàng, của Chính Tạ và đảo lại cho số 10 Tiến Phát. Và phản công, ba cầu thủ áo đỏ đứng rất chậm đây rồi. Tỷ số được nâng lên dành cho cầu thủ kiến trúc sư. Rất gọn gàng. Đình Hoàng là người đã có thể đón nhận đường truyền một cách chống trải nhất, mà cầu thủ áo số 10 Nguyễn Thành đã dọn gỗ. Bây giờ thì điểm số là 2-1 dành cho cầu thủ kiến trúc sư. Ăn cơm nhanh. Có cơ hội. Và đó là tình huống hoàn hảo để đưa trận đấu về trạng thái cân bằng dành cho cao thủ của Thi Công. Người ghi bàn đó là cầu thủ vào số 8 của cao thủ Thi Công, người đã phải rời sân trước đó với những biểu hiện tập tễnh, nhưng bây giờ trở lại hiện tại đã có pha lập công để đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Khi vào và đến lưới thì dùng cái gì hả các anh? Có cơ hội. Đây là một tình huống thuyết phục. Lần này thì chúng ta không khởi lại bàn cái nữa. Các cầu thủ của Thi Công đã có bàn thắng tiếp theo để nâng tỷ số lên là 3-2, và vẫn với một cái tên quen thuộc hiện tại. Không cần phải tranh cãi, hiện đặng đã làm nó một cách sáng tỏ hơn. Bây giờ thì chúng ta không cần phải va nữa của hiện đặng. Cú sút. Và như vậy đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi khép lại trận đấu của cầu thủ nội thất và kiến trúc. Chiến thắng chung cuộc là tỷ số nghiêng về cầu thủ xử lý trận đấu của cầu thủ Thi Công và kiến trúc sư. Chiến thắng chung cuộc dành cho cầu thủ của Thi Công. Đó là tỷ số sát nút 3-2.